Cái vườn này địa hình dốc đứng lên rất là cao, đi khá là khó. Cái này mà đi cạo mũ vào ban đêm mà chắc là hơi mệt. Vườn này thì che mưa ở phía trên nhưng mà cao quá mình leo không được. Đây, cái là khung cảnh phía dưới. Hiện tại là ngày 21 tháng 1. Những vườn cạo truyền thống là mũ giảm rất là nhiều. Nhưng mà vườn áp khí thì sản lượng mũ vẫn ổn định. Nó có giảm nhưng mà độ nó tăng lên và cái mức giảm nó không nhiều giống như vườn cạo truyền thống. Và sản lượng mũ thì còn rất là đẹp. Cái này là lần khoan lấy mũ thứ năm, sản lượng mũ vẫn còn rất là tốt. Đó, như mình thấy từ trên cao xuống là mình thấy những chén mũ là từ lưng bát cho đến gần đầy bát. Và cây này là cây thứ 8 năm tuổi nha. Và áp dụng đúng phương pháp là các bạn thấy là da cây là không có cái sự hiện tượng dư khí. Đó. Khi mà áp dụng đúng phương pháp thì mình khoan rất là nhiều mũi và đồng thời là cái công bơm khí nó giảm đi và cái lượng mũ nó ổn định hơn. Làm cái này thì nếu càng nhiều khí thì là càng thất bại. Nên phải có theo cái quy trình là chủ động giảm khí. Đây, những cái vết thương từ đầu năm nó lại rành, nó đùn ra nè, nó rành ra. Và nhìn cái vườn cây thì nhìn từ xa là người ta không biết là cái cây này năm nay có khai thác luôn, thì những cái vết thương nó rất là nhỏ và nó nhanh chóng nó lành. Đó, nó nhanh chóng nó lành lại. Ui, còn cao lắm, mới đi một chút xíu thôi. Thì đến năm nay thì kết thúc năm thứ ba, những vườn khai thác mũ cao su bằng khí thì đến thời điểm này nhà vườn thấy sự những cái vườn xung quanh là đều thấy sự khác biệt từ những vườn khoan lấy mũ bằng khí. Tại vì nhất là những cây cạo đục thì cùng trồng mà cùng năm á, thì những vườn cạo họ cạo đục lên khá cao rồi, còn những vườn áp khí thì rõ ràng là cái phần da cây nó mất rất ít nên nó còn vùng da rất là nhiều, nên là họ làm rất là thoải mái, đỡ tốn cái công cạo đục và đồng thời cái lượng mũ tăng dần qua từng năm nên nó và rất là ổn định. Và đồng thời là qua nhiều năm sử dụng cái phương pháp này thì cái thao tác nhanh hơn, nó giúp cho cái người dân nó đỡ tốn công hơn so với là bình thường. Mọi công việc lúc đầu bắt đầu nó đều chậm hết tại vì chưa quen, nhưng mà càng sử dụng thì cái thao tác mình nó càng ngày nó càng rút gọn lại. Và cái đến năm thứ hai là bắt đầu là mình thấy là cái phương pháp này nó làm nhanh hơn so với cạo. Còn 1-2 tháng đầu thì mình làm chưa quen, có thể là nó lâu đó. Rồi, xin chào mọi người trong video clip sau nhé.